Rồi, xin chào các bác nhé. Trong bộ sản phẩm hôm nay em sẽ ghép cho các bác một cái cấu hình gồm có cặp loa huyền thoại của AR, cặp loa AR9LS. Cặp này đích danh cặp này có giá là 41.300.000 nha các bác nhé. Đó, 41.300.000 cặp AR9LS đây. Cặp loa Mỹ. Đấy, đích danh nha các bác nhé, tại vì có thể lô sau hoặc lô trước giá nó sẽ khác nhau, bởi vì nó là hàng bãi, nó xấu đẹp mọi cái và tùy thời điểm, có thời điểm nó còn nhỉnh hơn, có thời điểm thì nó thấp hơn, và quan trọng nó phải là hàng bãi. 41.300.000 này thì cái cặp trong cái clip này thì em muốn giới thiệu chủ yếu đến các bác là cặp 9LS này thôi, bởi vì với cái tầm giá nhé, tại vì tất cả mọi cái so sánh nó phải trong tầm giá, trong tầm tiền. Thì thực sự là cặp loa mà dưới 50 triệu thì rất hiếm cặp nào vượt được chất âm của cặp này, và kể cả cái cấu hình. Cấu hình ở đây là về cái, tức là anh em được cả nghe cả nhìn. Thì dưới 50 triệu rất hiếm cặp nó có được cái kích thước, được cái cấu hình gấu như cái cặp AR9LS này. Đấy, anh em nhìn toàn cảnh cặp này nhá. Chính vì clip này giới thiệu thì giới thiệu chính đến nhân vật chính là cặp 9LS này. Còn cái đời năm 1090G thì thực sự là nó cũng không phải là dòng hiếm, nó rất là nhiều, tóm lại là nó nhiều, nó không phải hiếm như cặp 9LS này. 9LS này thì nó ít hơn. Thì hôm nay là âm ly thì em sẽ dùng con 1090G đây đánh với cả cặp 9LS. Còn cặp bô rồi cái súp GBL kia thì là em bày cho nó đẹp thôi, chứ không đấu nhá. Các bác có thể nhìn thấy khe là không có dây dợ gì cả, chứ không tí nữa test mà các bác thấy bát nó hay quá lại nghĩ là em đầu súp vải nhá. Bởi vì bản thân cặp 9LS này tiếng bát nó rất là hay. Đấy, chiều cao của nó đến tận 1m3 nhá anh em nhé. Một cái cặp loa cây mà bề ngang cũng lớn, bề ngang nó khoảng hơn 40cm, chiều cao tận 1m3 và cực kỳ nặng. Cấu hình thì đấy anh em nhìn nhá, ngoài bốn cái loa anh em nhìn trước mặt của mỗi thùng thì ở dưới âm này nó có một cái bát ở dưới nữa. Đó. Rồi, bạn cũng gần. Bây giờ em sẽ test cho các bác nhé. Sẽ dùng cái nhạc số từ iPad test cho các bác nghe này. Các bác có tai phone các bác đeo vào nhé. Bát đánh rung và vỡ luôn kính nha các bạn. Đấy. Đấy, vỡ kính luôn. Đấy. Kinh khủng. Có thể thu qua cái thiết bị này thì anh em mình sẽ không nghe được cái độ uy lực của cái bát, nhưng ở ngoài là rung rất là khiếp nhá. Cho nên em phải cho nhỏ đi. Cặp AR9LS này thì tiếng bát nó rất là uy lực nhé. Ngoài ra thì em nó sở hữu một cái trung trầm rất là lớn,
cho nên cái tiếng của nó ba giải nó rất là tốt, tiếng nó cực kỳ hiệu quả. Cho nên là lúc đầu nếu không giới thiệu anh em sẽ nghĩ em đang đánh qua súp. Anh em quan tâm cặp này thì alo sớm cho em nhé. Xin chào, lại cảm ơn các bác.